40 sự thật hiếm thấy chỉ có ở Triều Tiên. Nguyên tắc đầu tiên khi đi du lịch đến đây là cần phải nhớ bạn không được phép gọi Triều Tiên là North Korea, mà phải gọi tên đầy đủ là Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Triều Tiên. Phát tán tranh ảnh khiêu dâm, sở hữu kinh thánh hoặc là xem phim Hàn Quốc có thể bị tử hình. Kim Jong-un, cha của lãnh đạo hiện nay Kim Jong-un, từng chi tiêu 700.000 bảng Anh một năm cho hãng rượu Hennessy. Con số này tương đương với khoảng 913.000 đô theo tỷ giá hiện hành. Trong khi đó, thu nhập trung bình của một công dân Triều Tiên theo một ước tính năm 2013 là vào khoảng 1.000 đô đến 2.000 đô một năm. Bạn sẽ phải kinh ngạc trước sự chịu trời của cố lãnh đạo này. Ở Triều Tiên, quần jean bị coi là hiện thân của chủ nghĩa đế quốc thế giới. Người dân chỉ được phép mặc quần jean màu đen và cấm mặc quần jean xanh. Và luật này không áp dụng với khách du lịch, nhưng bạn sẽ không được mặc quần jean khi đến thăm đài tưởng niệm Kim Il-sung và Kim Jong-il. Du lịch đến Triều Tiên đòi hỏi phải có hướng dẫn đi kèm. Bạn không thể nào tự ra khỏi phòng khách sạn hay là qua đường xem đồ nếu không có người hộ tống. Ở nước ngoài, không được chụp ảnh hoặc thậm chí nói chuyện với người dân địa phương khi chưa được cho phép. Nếu bạn cố gắng nói chuyện với ai đó hoặc là chụp ảnh người dân, họ có thể sẽ chạy trốn. Du khách còn bị cấm chụp ảnh bất cứ thứ gì xung quanh. Hướng dẫn viên du lịch đi cùng sẽ ngăn không cho bạn chụp bất cứ thứ gì, đặc biệt là những thứ liên quan đến quân sự. Đứng đầu trong các mặt hàng được xuất khẩu nhiều nhất từ Triều Tiên là quần áo với gần 500 triệu đô một năm, chiếm 27% tổng kim ngạch xuất khẩu. Kế đến là nhiên liệu khoáng và dầu khí với 420 triệu đô, chiếm gần 23% tổng kim ngạch xuất khẩu. 4 năm sau khi Kim Nhật Thành qua đời, Hiến pháp Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Triều Tiên quy định gọi Kim Nhật Thành là chủ tịch vĩnh viễn của nước Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Triều Tiên. Lễ hội Arirang là hoạt động đại chúng lớn nhất được ghi vào sách kỷ lục Guinness Thế giới với khoảng 100.000 người tham gia mỗi năm, và trong khi toàn bộ dân số của nước này chỉ vào khoảng 25 triệu người. Thu nhập bình quân của người dân Triều Tiên chỉ có thể so sánh với các nước châu Phi kém phát triển như là Zimbabwe, Tanzania và Senegal. Nếu bạn chưa biết, Triều Tiên chỉ có 3 kênh truyền hình, trong đó có 2 kênh chỉ phát sóng vào cuối tuần, kênh còn lại chỉ xem được vào buổi chiều. Triều Tiên có máy tính và Internet nhưng chỉ hoạt động trong lãnh thổ quốc gia, không tiếp cận với thế giới. Mạng Internet của Triều Tiên được gọi là Kwangmyong. Tất cả các trang web quốc tế đều bị cấm, và nếu bạn không phải là người có quyền lực thì bạn sẽ không được truy cập web quốc tế. Ước tính người dân được truy cập khoảng từ 1.000 đến 5.500 trang web nội bộ. Đất nước này cũng không có Wi-Fi, các thiết bị di động thậm chí còn không thể truy cập vào mạng Kwangmyong. Các máy tính bảng Trung Quốc sản xuất cho Triều Tiên không có modem Wi-Fi hoặc Bluetooth. Vào năm 1962, một lính Mỹ chạy tới biên giới Triều Tiên nhưng bị quân đội nước này bắt và cuối cùng phải sống ở Triều Tiên trong suốt quãng đời còn lại mà không thể nào quay về được. Trong suốt những năm 1990, tất cả mọi giáo viên đều bị bắt buộc học đàn accordion. Những người sinh ra sau chiến tranh Liên Triều vào cuối những năm 1950, chiều cao trung bình thấp hơn 2 inch so với Hàn Quốc. Lý giải tình trạng trên là do sự thiếu đói trên cả nước. Du khách không được dùng tiền won. Các quốc gia thường ưu tiên du khách dùng những đồng tiền riêng của đất nước mình cho các khoản chi phí. Nhưng mà Triều Tiên thì không như vậy. Dù won là tiền tệ địa phương, du khách nước ngoài vẫn phải sử dụng một trong 3 loại euro, đô hoặc là nhân dân tệ. Có rất nhiều người Triều Tiên muốn đào tẩu khỏi nước mình. Để làm điều này, họ mất khoảng 8.000 đô la Mỹ thông qua môi giới chủ yếu do người Trung Quốc tổ chức. Kể từ khi Chủ tịch Kim Jong-un lên nắm quyền, việc vượt biên trốn khỏi Triều Tiên đã trở nên nguy hiểm hơn và đắt đỏ hơn gấp đôi. Mặc dù vậy, vẫn còn rất nhiều vụ đào tẩu khỏi Triều Tiên diễn ra suốt nhiều năm qua. Tư tưởng chủ thể Juche là tư tưởng chính thống của nhà nước Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Triều Tiên và là sản phẩm trí tuệ của cố Chủ tịch Kim Nhật Thành. Học thuyết này cho rằng con người là chủ thể trung tâm và quyết định tất cả mọi thứ trên đời. Triều Tiên có quân đội lớn nhất thế giới, bao gồm lực lượng tại ngũ, dự bị và bán quân sự, với con số là 7,7 triệu người. Mỹ chỉ có khoảng 1,5 triệu binh sĩ tại ngũ. Chỉ có thể đi từ hai nước tới Triều Tiên. Du khách để vào Triều Tiên đều chỉ có thể từ Nga hoặc là Trung Quốc. Sân vận động May Day, sân vận động mùng 1 tháng 5, với sức chứa 150.000 chỗ ngồi được đặt tại thủ đô Bình Nhưỡng và cũng là sân vận động lớn nhất thế giới. Một điều thú vị ở Triều Tiên là hai loài hoa có cái tên hao hao tên của hai vị lãnh tụ đã mất là hoa Kim Il Sung Ya và hoa Kim Jong Il Ya. Kể từ ngày 15 tháng 8, Triều Tiên có một múi giờ riêng lấy tên thủ đô Bình Nhưỡng Pyongyang Time, chậm hơn so với giờ của Nhật Bản là 30 phút, là GMT 8:30.
Người Triều Tiên không tổ chức sinh nhật vào ngày 8 tháng 7 và ngày 17 tháng 12 vì đây là hai ngày mà Chủ tịch Kim Il-sung và Kim Jong-il lần lượt qua đời. Điện thoại di động không thực sự hiếm ở Triều Tiên. Tuy nhiên, công dân địa phương không được phép thực hiện cuộc gọi ra nước ngoài hoặc thậm chí là với một người nước ngoài ở Triều Tiên. Tất cả các thẻ SIM địa phương chỉ cho phép các cuộc gọi trong nước. Ở Triều Tiên, những người sở hữu một chiếc xe hơi chắc chắn là những người rất giàu có và quyền lực. Giá của một chiếc xe hơi cao ngất trời và tương đương khoảng 40.000 đô, khoảng 920 triệu. Ngay cả một chiếc xe đạp giá cũng đắt và hiếm gặp ở Triều Tiên. Điều đặc biệt là xe đạp cũng có biển số như xe hơi. Biết đọc và viết, được hiểu là những người từ 15 tuổi trở lên có thể đọc và viết. Triều Tiên tự báo cáo tỷ lệ biết chữ của nước này là 100% cho cả nam giới và phụ nữ. Đây là kết quả tự báo cáo. Bạn có tin được điều này không? Người dân Triều Tiên gọi người Mỹ là mũi to. Không có Coca-Cola trong các cửa hàng. Trước năm 2015, chỉ có hai quốc gia trên thế giới nơi Coca-Cola bị cấm, đó là Cuba và Triều Tiên. Khi đồ uống này cuối cùng đã được phép bán ở Cuba thì Triều Tiên là quốc gia duy nhất trên thế giới không có Coca. Có 25.554 km đường giao thông ở Triều Tiên nhưng chỉ có 724 km được giải nhựa, tương đương với tỷ lệ siêu nhỏ 2,83%. Mọi hoạt động thể thao nghệ thuật đều miễn phí. Các sân vận động, trung tâm văn hóa, bảo tàng, rạp hát, rạp chiếu phim và thư viện đều không có bán vé. Người dân địa phương rất tự hào về công thức làm kim chi và thịt chó quay. Có tới 3.400 bức tượng của Kim Nhật Thành. Triều Tiên cho thuê lực lượng lao động làm việc ở Syria. Với nỗ lực tìm kiếm ngoại tệ, quân đội nước này cũng sử dụng nhiều hàng hóa và thiết bị từ tận thời Liên Xô. Cái tên Kim Jong-un là duy nhất, chắc chắn rồi ai mà dám đặt cho con mình tên của lãnh tụ. Bắc Triều Tiên thì có nghĩa vụ quân sự bắt buộc đối với cả nam và nữ. Trong năm 2015, Triều Tiên và Somalia cùng đồng hạng là những quốc gia tham nhũng nhất thế giới. Trong số 174 quốc gia và vùng lãnh thổ được đánh giá theo thang điểm từ 0 đến 100 là rất minh bạch, thì Triều Tiên ghi điểm là 8. Không hề có hệ thống chuỗi thức ăn nhanh McDonald's ở Triều Tiên. Tuy vậy, các kiosk đường phố với các món ăn truyền thống của Triều Tiên ngày càng trở nên phổ biến ở đất nước này. Trẻ em ở đây được giáo dục rất là nghiêm ngặt, tuy nhiên trẻ em nước này có vẻ khá là thiệt thòi so với trẻ em trên thế giới vì không hề biết đến thông tin trên mạng, không biết cả các mạng xã hội như là Facebook hay Twitter. Tại nhiều nơi trên đất nước Triều Tiên, các trận bóng World Cup 2014 được chiếu cho nhân dân xem, dù cho là chậm hơn giờ bóng lăn khoảng 24 đến 36 giờ.